trí của ngươi sẽ thuộc về ta. Hãy trở thành xô khẩu đi. Số kiếp của anh hùng. Ta sẽ trở lại. Các người có thể tiết lộ thiên cơ, nhưng không thể biết những bí mật dưới thiên cơ. Số kiếp của anh hùng. Ta sẽ trở lại. Nghe nén thiên cơ khiến ta phải trả giá quá đắt. Loạn thế này chính là sự trừng phạt đối với các ngươi. Xả thân nơi xa trường là số kiếp của anh hùng. Hãy trở thành xô khẩu đi. Đời đời kiếp kiếp kêu gào nơi địa ngục. Xả thân nơi xa trường là số kiếp của anh hùng. Nhưng không thể biết được bí mật giữa thiên cơ. Hãy ném sự lợi hại của hạt bán trận, giao dạ chuyển lưỡng cực, thiên lôi động sơn hà. Ném thử sự lợi hại của hàng bán trận, giao dạ chuyển lưỡng cực, thiên lôi động sơn hà.
đem thủ sự lợi hại của Hàn băng trận, giao dạ chuyển lưỡng cực, thiên lôi động sơn hà. Sinh điện thì sẽ bắt nhân gian xuống luyện ngục.